gì á? Đây. Ồ. Con bé được camera được chưa? Ra hơi thôi ha. Dạ. Đây là đây con, đây con. Được chưa? Rồi 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 rồi. Sao trường nhưng mà mặt con sao nó sơ sơ sắc bướp vậy rồi. Hả? Ba hai, rồi ngồi xuống đi. Ba ngồi luôn. Ừ, ngồi đây. Ngồi đây, ngồi đây nè. Ngồi đây luôn. Được thôi, được rồi. Hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoi Hợp Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay các bạn thấy Ngọc Linh cái thùng này ra thùng gì không? Này. Chào. Ai biết tiếng Hàn Quốc đọc dùm Ngọc cái. Này, giờ mở ra nha. Tăng 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 tăng. Chị xì cai gần rồi chút coi. Đó. Đây nè các bạn ơi, Ngọc với ba mới dưa này, này cho con cái nè, à mẹ đi. Đó, thì cái dưa này rất là thơm luôn, nhưng mà không biết dưa này là dưa gì, thì chỉ biết dưa này là dưa của Hàn Quốc thôi. Có 9 trái, ăn không? Rồi, cố gọt kìa. Ok, cố gọt. Cố gọt. Cái trong này là có 9 trái. Cái Ngọc đi ngang hỏi bà hai ăn không? Bà hai nói ăn mà nhiều quá, Ngọc cũng nói đúng rồi nhiều quá. Nhưng mà nếu mà bà hai gọt cho con để con đi làm ăn, con ăn á, bà con đem thân ăn thì mua. Cái bà hai nói ừ ok. Rồi, bà hai bà cháu quốc một mớ quốc một mớ đem về đây các bạn ơi. Đây, 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 đây Ngọc sắp ra cho, Ngọc sắp ra cho nó đẹp để làm cái thôi khoan đi, từ từ đi. Cố gọt đi cố. Rồi, cô chú chụp cho chay với mẹ chay tấm hình để làm cái thumbnail coi. Cười 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 cháy. Cười cười. Cười cười cười. Ừ, rồi xong, thumbnail đã xong. Thơm quá bạn, cái thùng này chỉ có 17 đô. 17 đô là nhiêu tiền Việt Nam ta? 17 đô là cái gì? 17 đô là cỡ chừng gần 400 ngàn tiền Việt Nam cho 9 trái dưa này các bạn. Dưa này dưa gan hay dưa lưới hay dưa gì nào giờ bà hai không ăn có bài. Suy có ăn mà trái nhỏ. Ủa qua hả? Con này vẫn chưa ăn luôn á. Không có trái nhỏ, không có trái bự này. Camera gì được chưa ta? Thôi chắc được rồi đó. Mà bà mắng mấy cái nhỏ còn gọt á. Dạ. Nó dưa, nó dưa. Dạ. Dưa chuốt nó chan cắt tròn tròn đó, cái có. Tự có tim đó. Có người ăn hộp luôn, có người không ăn hả? À? Ừ. Vậy cuối cùng giờ mình ăn hay không? Hay không đây? Nếu mà con có răng, con ăn, bà đâu có răng đâu. Bà thuốc ăn chê đó à, nó còn mọc răng sớm không bà? Phải không? Ừ. Thả ăn con gái. Rồi. Rồi con. Áp tán từ từ, từ từ, từ từ. Bây giờ cắt làm sao đây, cắt tròn hay là cắt dài đây? Hả? Bà hai ưng cắt thì sao ăn cắt, miễn mình ăn thử là được rồi. Thôi, con là con mà ngọt đó, thấy hộp là thấy không mến rồi đó. Ngon hả? Ngon. Ngọt. Bà hai, bà hai ăn cắt đây, đây, quay bà hai cắt nha. Từ từ, từ từ, từ từ. Cho em miếng nha. Dạ, cho chứ. Ý bà nói là cho em trước một miếng. À, cho chứ. Từ từ con gái. À, cố đi con. Dạ. Con nói cố. Chó. Kìa tụi chó chứ có cố đâu. Đây. Cảm ơn nha. Cảm ơn đi con. Dạ. Dạ dạ cứng quá. Chắc mặt lố. Không, cứng bà hai cứng cái trở đầu ăn cái trở trong liền theo bài. Ghê gớm thiệt chứ. Chắc bỏ bớt nha con. Ok. Cứng cái này lên lật nó cắn ở trong liền ngon không? Sao nhỏ quá rồi? Chắc nó ăn ăn. Thôi các bạn coi bà hai gọt nè. Chắc phải gọt sâu một chút quá. Có răng nó sẽ ok. Con bà chay nè. Dao này nó ngon không con? Ngon vàng. Vàng ơi, vàng à. Ngon nhé. Bà hai gọt bỏ vô cái zip lock cho con hả? Không ăn hả? Để mẹ ăn thử coi. Ngọt không? Ngọt lạ ha. Ngọt. Ngọt
mà con ăn con nhăn giống như thử ăn đường vậy nó. Bà hai nó ăn ngọt cho con ăn nhăn như khi ăn đường. Đây đưa con, đây đưa con, đây đưa con. Xin mời mọi người miếng dưa này thử nha, cái dưa này lạ quá, ăn cái cắn vô cái bị của nó là cái gì? Ăn một dưa này. Trời đất ơi, đưa tôi miếng nhỏ này kèm miếng bự á. Con biết không bà? Tôi tưởng nó tốt tôi lắm. Câu phim nó thấy mà ăn cái này là ngon ngon. Con chưa coi phim mà ăn này. Chi, có ăn chứ. Nó cứng hơn là cái dưa dưa lưới bình thường của mình hả? Cái này dưa gan, không phải dưa gan nè. Này dưa gì của là thanh thanh ngọt ngọt cứng à, cái hộp á, lấy hộp đưa cho mẹ nè cô chú. Đây nhà mày cắn miếng ơi. Đây là con, đây con gái mày ơi. Đây. Dưa lão quá tơi. Nhiều người đang hộp luôn đó con. Vâng. Có thịt coi phim mà bà thấy mà. Trời ơi cứng thiệt luôn á. Cứng lắm á con. Quá chắc gà chặt có ăn được nữa. Con biết bà hay ăn được không á. Cứng. Cứng mà giòn mà thâm. Đã ghê á. Thấy bà ăn đã cái thèm luôn. Vô vô vô. Vô 1 2 3. Vô. Ăn giọt thấy đảo quá nè. Đã thấy mấy người ở trong phim ta không có gọt dày gì thì chắc người ta có răng đó nhở. À. Bà hai vừa cắt mà vừa chảy nước miếng rồi. Đúng như vậy. Thôi cắt nó được rồi. Coi coi được rồi không? Đây nè. Để đi. Nó con được quả ta. À có cái hộp nhiều, có cái hộp ít các bạn. Thôi vậy. Cái này nó chín rồi nè, nó mới bung hộp lên. Phải không? Vậy là cây càng chín thì càng ngọt quá. Chắc vậy thôi. Đảo ăn thử miếng này đi. Thử bên này hả? Này nè. Nè mời các bạn nha. Đó. Giống chan vậy à? Dạ hả? Gì nữa? Trời đất ơi, nãy giờ. Giống nhau con. Nãy giờ là tôi biết nó rồi. Nó cắn ở trong mềm 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 này nè. Còn mấy cái rìa ở ngoài nè mà nó cắn lại đưa tôi. Coi được không? Trời đất ơi. Đây nè, coi nè, đâu có nó cắn kiểu đó đó. Hứng ăn cái răng như răng chuột vậy nè. Còn nghiệp răng em còn yếu cô chú ơi. Em ăn năm nhã tùm lum hết trơn kìa em ơi. Đây chút vô tắm luôn với mẹ luôn. Mới vừa tắm ra đó. Dưa này Việt Nam mình có bán chưa các bạn? Si, bà có thấy rồi. Hả? Có thấy rồi. Có thấy rồi hả? Việt Nam có bán hả? Có, nó trong chợ. Việt Nam có bán rồi các bạn? Bà hai thấy rồi. Chợ. Gì nữa? Rồi đó, thấy chưa vậy? Cái cuộc đời toàn là ăn thừa, ăn cạn luôn. Nữa thôi. Cơm đi. Ăn luôn đi. Dạ thôi được rồi bà hai. Vậy là quá được rồi đó. Ngọt đây luôn quá. Rồi con hết rồi hả? Chạy đi. Chạy đi. Nhìn nghe cái âm nè. Nó dọc trái đi dưới đất kìa. Chạy đi. Ơi. Tại sao? Con thấy hư lúc nào con cũng làm tùm lum hết trơn nè. Hư quá à. Xin lỗi mẹ chưa? À xin lỗi mẹ đi. Hả? Xin lỗi mẹ đi. Con có được không? Không. Không hề hấn gì hết. Khỏi nói. Nó không biết sợ là gì bà hai ơi. Nó lì dữ lắm. Giống ai à bà hai? Giống Ngọc với ai? Bà má nó tên Ngọc không biết. Không biết đâu. Không, con tên Ni Nì. Ai nó tên Ni Nì? À,
Ngọc tự là ni này hả con ha? Hai con con ăn đi coi cô. Trời ơi, để tính mấy cái ghi ăn mỏng mỏng xuống. Tao sát cho một tay nha. Nhẹ nhẹ em chút xíu nhỏ. Tao sát cho một tay đó. Không sao trong đó. Đó, ai mượn chơi ngồi xuống đi bà, chứ gì đó bà. Đau khổ. Ngon quá. Gì cái chân con bị gì đó mày nghe. Ngon bà hai thấy không? Ngon mà sao cứng quá bà hai không đâu. Cứng quá bà hai em thích không? Si nếu còn răng thì thích, mà điều tại gì hết răng. Nghe con răng thì... Nếu còn răng thì thích mà tại gì hết răng rồi. Thiệt. Cô chú không biết bài già này là hết tiền rồi. Tính sao? Tính sao? Tính gì? Vậy muốn cái gì? Chắc em ngứa á, chắc người ta phải đụng cái gì rồi á. Không đụng gì đâu, không xạo đâu. Đó, nãy giờ không ngứa, giờ ngứa. Đó rồi. Hay mày lấy mày chùi. Rồi, nước dính trên như nó còn rồi chùi. Ừ. Sao? Kìa mặt hai đây đỏ hả? Thôi 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 thôi, được rồi chị. Nè nè nè. Rồi, cười cười. Đây nè, cho cô chú coi nè. Đó. Cho cô chú đi, con cho cô chú một trái đi. Cho cô chú đi. Cô chú ơi, con mời cô chú ăn nè. Cô bài ăn vậy thôi ra rồi ai ăn nó bài. Lát bà phải cắt mỏng nha. Rồi sao giờ không ăn tự nhiên nữa lát. Chết quá khó. Sao? Đó, cô chú coi nó nè, coi được không? Cô được đời không? Oh, it got wild in here, huh? Since yeah. I left. Yeah. JD's on the table. Wow. Ơ, gì mà ơ, hoài vậy? Xuống hả? Bông xuống con hả? Xuống. Con nó xuống hả? Con ả mẹ chưa? Ả mẹ đi, mẹ bông xuống. Ả mẹ đi, mẹ bông xuống. Đó, lết đi, cho lết xuống đi. À mẹ đi. À mẹ. À. Con nói xuống. Xuống. Mẹ. Nói mẹ đi. Xuống xuống. Xuống xuống xuống. Đi, ngồi xuống đi. À, con cho bà rồi. Cho bà rồi. Ở đâu có bánh ăn đã à? Chắc ba nó đem ăn nhậm qua với tàu á. Hôm nay nó đi như xe hay gì đó. Ừ, tự chỉ mở ra cho ăn. Trời ơi, đưa ra cho bà cái biểu. Mời bà cố đó. Trời ơi, chịu hết nổi rồi con. Cho nữa kìa, cho nữa kìa. Ngủ rồi. Con là cuộc đời con không bao giờ con ăn mấy cái bánh đó thì kia chứ. Ngon lắm. Con ghét mấy cái bánh đó dữ lắm. Ngon hổ con. Thôi thôi thôi. Thì quên nãy đưa con nhét nhét con ra. Thôi 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 thôi. Wow. Có chú rồi, cô chú coi được chưa nè. Coi vẽ hồi nãy giờ mà vẽ lên tới cái mặt luôn nè. Dữ chưa? Này chơi đi. Chơi đi. Look at yourself. Nhìn vô nè, nhìn vô nè. Chơi đi, look at the camera. Look at your face. Cái này là cái nắp của mà được nó mất tiêu. Rồi, sơn móng tay đâu, sơn móng tay đâu. Ừ, sơn móng tay đâu. Rồi đó. Coi được không? Trời ơi, vẽ đẹp dữ rồi ta. Cô chú nào cũng muốn mua bức tranh này không? Chị bán cho cô chú nè. Cô chú nào muốn mua bức tranh này? Đấu giá đi cô chú ơi. Cô ơi cô. Lại coi nè cô. Coi mặn chay kìa. Chay, ngước mặt lên cho cô coi. Chay. Wow, vẽ đẹp quá, dẹp luôn cả trên mặt luôn. Xong lát chùi ra con gái. Bê bê. Bê bê, cú cú. Nè. Chợt biết trở cho rồi nữa kìa. Ai thiệt không nhờ. Họa sĩ mà cô cho bà cô. Đây là nghệ sĩ đó, nghệ sĩ đường phố. Đời đời nghệ sĩ chán lắm cô ơi. Mới là vui đó con. Thấy đủ thứ hết.
Rồi nghệ sĩ chán lắm bà cô ơi. Thôi đó coi vẻ đẹp chưa. Tạ quá. Xong tay cho mẹ cái đi. Xong tay cho mẹ đi con. Trời đất ơi, màu đó màu gì vậy ta? Màu đó màu gì đẹp vậy? Trời ơi, ra sơn là phải cầm đằng đàng hoàng thấy không? Thấy không? Đó. Ngón nào nữa? Ờ, ngón này nữa hả? Đó, sơn là phải cầm lên vậy đó, đúng rồi. Rồi, ngón này nữa, ngón này nữa. Ngón này sao? Ngón này sao? Wow! Đẹp quá. Ngón này nữa. Ngón này nữa. Cố coi nè cố. Gì nữa vậy nghe đẹp. Xong tay. À xong móng tay thì chị bà thấy rồi đấy con. Con đưa cho chị sơn. Wow. Đẹp không? Con nghe con đừng có chuyện này này nghe con. Con nghe con. Con nghe con. À. Con lớn phải học chơi giỏi. Đó, cô chú thấy chưa? Học giỏi là được rồi. Trời ơi đẹp quá. Chút nữa mày khi mày vô mày mày đưa cho khách mẹ coi, mẹ nói là trời ơi coi nè. Con chay nó vẽ nè. Wow. Hết chưa? Hết chưa? Ơi đồ đồ tay kia hả? Đợi tay. Vẽ xong tay này nó đổi tay kia. Trời ơi trời. Con ơi đừng ấy này con ơi. Bữa nào mày đem về cho con cây dũa nữa nghe chị. Dữ chưa? Rất là có tâm với nghề. Trời ơi nó làm chúng 9 tháng 10 ngày mà cô. Trời ơi cái này design nè, cái design cái ngón này dữ nè. Ngón này là design là quá dữ luôn nè. Ê còn hai ngón này nữa. Hai ngón này chưa vẽ. Không vẽ hả? Cái kiểu này cho 8 ngón thôi hả? Trời đất ơi. Gì? Gì? Vậy mày vẽ con nha. Đây đây, đây mẹ, đây mẹ vẽ cho. Đây. Đó. Thấy không? Này phải không? Đó, mày quạch mấy quạch là xong rồi chay. Con quạch lâu quá. Rồi, xong. Wow. Yeah. Đẹp chưa?